Quốc Thuận. Xin kính chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Xin mời, xin mời. Xin mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ, em tên Phạm Chí Kiên. Em năm nay 36 tuổi. Em làm bên cái ngành xây dựng. Em tên là Phạm Thị Hoàng Oanh. Em 26 tuổi. Hiện em làm biên tập viên. Tức là chồng hơn vợ 10 tuổi phải không? Dạ. Như vậy là chắc chắn là không không thể nào mà quen nhau ở gọi là trong trường học hay là lý do nào mà các bạn gặp được nhau vậy? Dạ, là cũng vì cái tính chất công việc của em bên ngành xây dựng. Thì bên gia đình của Oanh đó là lúc đó là có một cái dự án. Coi như là bố mẹ của Oanh mời mời bạn đến để mà thực hiện cái công trình đó đúng không? Dạ, khi đó không có anh ở nhà thì em có nhìn vào cái góc học tập của anh đó thì có thấy rất là nhiều bằng khen và huy chương, thì em mới thấy là cô này có học giỏi, nghe là anh đâu là em có để ý. Và em mới hỏi là mẹ vợ em bây giờ đó là cô ơi, con gái cô thấy là rất là học giỏi. Cô có thể gả con gái cho con không? Lúc đó là chưa thể biết. Thuận à, mai mốt em có té em báo trước giùm nha. một người mẹ của người mình muốn cua mà cô đâu, cái này là người ta đi đường tắt mà đặt thẳng vấn đề luôn. Tức là Kiên là đến được với Oanh là thông qua đường phụ huynh. Mẹ vợ bây giờ thì mẹ mới nói em, nếu mà con thích thì con về con thưa với ba má con lên đây thì cô gả cho. Em về em cũng thưa với ba má. Thì ba má chỉ nói một câu thôi, gia đình này cũng là gia giáo đấy, có thể là con có thể tiến tới được. Năm đó là 29 tuổi rồi. Rồi như hàng ngày thì Kiên có thường xuyên qua bên nhà của Oanh không? Dạ, thì em sang 3 ngày, 3 ngày mới chờ được gặp Oanh. Thì gặp em rất là tự nhiên thôi. Ủa em mới đi học về hả? Giống như là quen rồi. Lúc đó em sao? Dạ thì em thấy là ảnh rất là tự tin. Tự tin? Dạ. Ảnh nói chung là ảnh tán mình rất là nhanh chóng và công khai. Tự nhiên. Dạ đúng rồi, tự nhiên. Giống như ảnh đã quen với mình từ hồi nào, rất cả nó rất là thân thiện. Rồi tự nhiên tới mức mà sẵn sàng bây giờ rủ Oanh đi chơi liền không? Dạ không. Thì em có rủ anh, em có rủ anh đi chơi, nhưng mà trước khi rủ thì em có hỏi, tại vì em được sự tiếp sức của phụ huynh mà nên em hỏi trước phụ huynh. Dạ em xin phép cô cho con mời anh đi ăn đi uống. Rồi cô thì mẹ vợ mới nói là thì cái đó con rủ được thì con rủ. Bật đèn xanh. Dạ bật đèn xanh. Thì em mới vào và em nói với anh, anh ơi anh xin phép mẹ rồi, bây giờ anh mời em đi ăn, đi uống, đi hát karaoke, nói chung là những cái trò chơi làm mạnh vậy. Thực ra em nghe, thực ra cái chiêu của Kiên á là đúng là cao thủ võ lâm. Còn em sao lúc đó khi mà em được cái lời đề nghị đó thì... Là mẹ cũng đã đồng ý rồi, thì nói chung là có dịp đi chơi, đi ăn thì em cứ thoải mái chơi luôn. Thôi, đã được sự chấp thuận, có chuyện gì mẹ chịu. À, bên này đủ, bên này chịu. Vậy là phải tiến tới một cái chuyện là tỏ tình. Dạ. Thì 3 tháng sau em nghe là đi chơi suốt nghe là 3 tháng sau. Thì 3 tháng sau, 3 tháng sau thì nhân cái dịp đó mà đi công tác ở Hà Nội, lấy hết can đảm lúc mà lên máy bay á, thì lấy hết can đảm nhắn cho một cái tin. Em ơi em có thể làm người yêu của anh được không? Nhắn xong tắt máy luôn. Vừa sợ mà vừa không biết người ta sẽ trả lời mình sao. Rồi tới Hà Nội, sau khi máy bay dừng lại mở máy lên thì bỗng nhiên là niềm vui nó vỡ òa. Dạ chính xác, cái câu trả lời mà em nhắn á là cơ hội thì lúc nào cũng có, quan trọng là anh có biết nắm bắt hay không. Có nắm bắt không? Thì em sắp xếp cái công việc trong khoảng 3 ngày là em về, là bắt đầu là từ lúc đó là tụi em chính thức là gọi là quen nhau. Dạ. Nhưng mà sau cái cuộc tỏ tình đó là
tụi em cái cuộc hẹn hò lần đầu tiên mà không cần thông qua phụ huynh. Dạ, ảnh nói với em á là ảnh rủ em đi qua một cái khu biệt thự ở quận 2 chơi. Em tưởng tượng ra là cái khu biệt thự á thì chắc chắn là nó rất là đẹp, nhà rất là sang trọng, rồi ảnh đi qua đó, ảnh đã rủ mình qua đó thì chắc chắn là bên đó có cái gì đó hay ho để mà chơi, nên là nói chung là rất là hồi hộp lần đi chơi. Không may cái ngay hôm đó thì lại có trời mưa rất là to, cái hai người mới tấp vào nghỉ một chút xíu cái lại đi tiếp. Nhưng mà cứ đi một quãng là nó có một cái vũng nước mà cái ổ đó lúc là đó chắc là lộ voi. Ổ voi đấy chứ không phải con gà đó. Cái xong rồi cái ảnh cố ảnh vượt qua được cái vũng nước đó, đi tới giữa vũng nước xe tắt máy. Rồi sao? Tắt máy cô ngồi trên luôn. Thì lần đầu tiên mình đổ mình đâu dám cho cô lội xuống nước. Mặc cái váy tới đây. Mặc cái váy. Rồi bắt đầu em xuống đẩy xe qua khỏi vũng nước. Thì đề không nổ. Mà xung quanh thì không có một tiệm sửa xe nào. Thế là mình phải đẩy hoài. Mình anh sửa, anh ngồi, anh phải ngồi anh sửa. Mình sửa gần một tiếng đồng hồ. Rồi đi vào trong thì gặp ông bạn bên trong. Tại vì thường thường là em đi khu nào chơi đó là thường thường cũng kết hợp với công việc là chính. Em vô nói chuyện xong thì khi mà mình đi ra thì chỉ có một đường đi ra thôi. Thế là cũng phải chạy qua nữa, lại đi một lần nữa. Trên máy nữa. Lại chết máy lại sửa tiếp nữa. Ông trời cũng đặt để rồi, tình yêu sông nước rồi. Đã cảm ơn tổ ngôi rồi, cảm ơn trời mưa. Chắc em lại phải ngồi chờ thêm một tiếng đồng hồ nữa. Lúc đó rất là cảm thấy rất là bực mình. Anh không có biết rút kinh nghiệm gì hết. Không rút kinh nghiệm được, tại vì có một đường đi ra, một đường đi vào thôi. Trời ơi, cái lần hẹn hò đầu tiên mà không thông qua phụ huynh nó nhiều, gặp gần trắc trở quá hả? Dạ. Nhưng mà lần sau á là rủ đi có dám đi nữa không? Dạ có. Cái vấn đề là ra chỗ. Cái lần sau á ảnh biết rút kinh nghiệm hơn lần trước. Ảnh không đi xe máy nữa mà ảnh đi xe hơi. Thấy chưa? Phải thay đổi chứ. Dạ, nhưng mà vô tình hôm đó cái xe của ảnh cái kiến bị hư. Đúng rồi. Dạ. Cái kiến nó không có quay. Dạ đúng, mùa mưa. Nó không có quay năm lên được. Sáu mình mưa rất là lớn, mưa ngập hết. Đi xe hơi mà dạ. Kiến mưa không quay lên. Ông gặp mưa thì coi giống như đi ngoài đường rồi. Mà ông phải mặc áo mưa đi xe. Dạ chính xác là như vậy á. Rồi cái ảnh mới tấp vô bên đường cho em mua cái áo mưa. Cái em hỏi làm gì, cái ảnh bảo là lấy áo mưa treo lên đi tiếp. Trời ơi, vậy à. Là quá ấn tượng trời ơi. Sao không Nhân thì có những cái trục trặc nào mà tương tự như vậy không? Làm như số hai bạn gắn với nước hay sao á? Có mưa đâu? Dạ, cái lần đi ăn buffet đó thì không có mưa. À, để buffet tức có mưa. Tức là sau khi lấy nhau rồi đó. Dạ, sau khi lấy nhau rồi thì nhân cái dịp 14 tháng 2 thì hai vợ chồng dắt nhau qua nhà hàng Trăm Trăm bên quận 7 á. Là ăn tiệc 14 tháng 2. Thì bên đó nó tổ chức cái tiệc buffet lớn lắm. Thì em có công việc, em ra ngoài em nghe điện thoại. Em nghe điện thoại thì em vào thì thấy bà xã đã đưa ra những cái con giống con hàu. Mình vào mình hỏi, ủa sao con này nó giống con hàu mà nó lớn thế em? Cái nó chắc ở đây nhà hàng lớn nó cho con lớn á. Hai vợ chồng mình úi ra ăn. Mình vừa ăn được một nửa thì cái anh bầu đoàn, anh tới, anh nói nhỏ, anh ơi, cái con này người ta phải nướng lên người ta mới ăn được. Để tôi lụm ghế lên. Còn sao nữa tiếp đi. Mình rất là bất cỡ, em rất là bất cỡ. Nhưng mà chấn tĩnh lại được liền. Nói em ơi, anh chị đi ăn thường thường anh chị ăn như vậy không à? Anh chị không bao giờ nướng đó. Ở bên nước ngoài là người ta ăn sống không em? Trời ơi. Mình nói như vậy mà không dám nhai. Để nó quay mặt đi chỗ khác rồi mình. Nói chung là cái lúc đó em thật sự là rất là mắc cỡ. Vậy chỉ có một cái hố chắc là mình chui xuống đó được. Dạ, tại vì em nghĩ thì con này thì chắc nó cũng giống như là con hầu thôi. Chứ thế là cứ đem ra hai vợ chồng ăn. Nhưng mà chính ra chị thấy cái hành động đó đó là nếu mà là chị sẽ rất là ấn tượng. Mà chị sẽ rất là xúc động đúng không? Dạ, em đúng có cảm rồi. Giác giống như chị không? Tại lúc đó em cảm thấy là ảnh rất là nhanh trí. Ảnh nói chuyện ngay với lại cái anh bồi bàn đó là cứu mình một cái bàn thua trong tháng luôn. Để cho mình không có phải xấu hổ. Nhưng mặc dù là khi mà anh đã vừa mới quay đi là cái bắt đầu cái ảnh lại ra hết. Trời ơi, có một chồng tuyệt vời như vậy em là ước mơ gì nữa? Cái mà cái điều mà em chưa hài lòng với vợ em là cái gì? Dạ, em không hài lòng nhất đó là cái vấn đề vợ suốt ngày á là lên Facebook. Có thể một ngày á là anh á là lên Facebook khoảng 10 tiếng đồng hồ. Trời ơi. Bất cứ lúc nào em cũng thấy trên Facebook, tốn rất là nhiều thời gian để
mình cần cái thời gian để chăm sóc gia đình rồi công việc này kia nữa, nhưng mà Oanh á là lên Facebook là hơi bị nhiều. Ảnh cũng nói hơi quá đó chị, chứ không, chứ chị thấy là ai mà có thể một ngày mà lên Facebook 8 đến 10 tiếng đồng hồ luôn. Anh lên 7 tiếng rưỡi. Ví dụ như là em nói vậy nãy, ví dụ như sáng mà 8 giờ anh xách cái máy ra, cái anh để đó, cái anh chơi mà anh không có để ý tới bất kỳ cái gì xung quanh, cũng không ăn không muốn không gì hết, chơi tới chiều thì lúc đó mới tính là 8 đến 10 tiếng. Không, nhưng mà anh cần một cái đó là khi anh đi làm về anh muốn là em xuống đón, chứ không muốn là anh đi làm về đây em quay mặt em cười á. Cười sao? Cười sao? Cười á. Cười á, tức là cười cười đẩy bôi gì đó. Dạ, cười đẩy bôi. Xong lại quay lại là tiếp tục dán cái mắt vào màn hình. Trời ơi, rồi như vậy thì cái lúc đó cái cảm giác em sao trời? Chứ chị thấy vậy chị cũng chạnh lòng dữ lắm mà nha. Nhưng mà nói gì nói thì ông xã của Oanh á đã không, có nghĩa là không thích em và có nghĩa là tiếp xúc với Facebook nhiều như vậy, thì em có tự tự mình sẽ khắc phục là sẽ giảm hay không? Thì hôn nhân cái buổi hôm nay á thì em cũng muốn là nói với chồng á là từ hôm nay trở đi á em sẽ bớt, ví dụ như là hồi nãy ảnh nói em á là 10 tiếng thì bây giờ em giảm xuống còn 8 tiếng. Đó cũng là bớt tiếng nè. Quan trọng là có tiền lý. Đó, quan trọng là có tiền lý. Đó, giờ hai chồng hứa đi nghe. Hứa đi, em ngáo tay nhau một cái đi. Chừa 2 cái tiếng đó để mà đón chồng đi làm về. Dạ. Rồi. Xin cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Và sau đây xin mời cặp vợ chồng tiếp theo. Cô dâu giống như là nàng Bạch Tuyết vậy đó, dễ thương quá đi. Còn chú rể thì giống hoàng tử chứ không giống chú lùn. Em tự giới thiệu đi. Em tên là Hoàng Thanh, 28 tuổi, công việc hiện tại là kinh doanh. Em tên là Hồng Sang, hiện em đang là giáo viên mầm non. Cô giáo mầm non, trong trường hợp nào mà các bạn gặp được nhau vậy? Thì lúc xưa thì em thường hay đến quán cà phê có tên là Cát Đằng ở trên khu vực em. Em đến đó một tuần khoảng 5-6 ngày để tìm một cô bạn gái cho mình. Tại vì nơi đó, lúc đó là quán đó rất là nổi tiếng, đa số là tập trung nam thanh nữ tú đến giao lưu. Thì tình cờ em gặp bà xã em hiện tại giờ là đang ngồi uống cà phê với bạn. May mắn cái là cô này ngồi sát mình, ngồi cách xa mình khoảng 1 mét thôi. Nên là mình có cơ hội nhìn kỹ mặt cô ta hơn, thấy cô ta rất là xinh. Quá xinh. Xinh xắn, dễ thương. Cái đó thì chắc chắn là em đã đúng rồi đó. Nên là tự nhủ trong lòng, nếu mà có mà lần sau mà gặp cô ta một lần nữa thì nhất định phải làm quen của tao bằng được. Đó là buổi chiều em đi học về đó, cái tự nhiên có hai anh nào cứ chạy theo sau lưng vậy á. Cứ xong là anh chạy lên hỏi, ủa nhìn em quen quen quá à, hình như anh gặp em trong quán cà phê phải. Em đi luôn đến khi mà hả anh không biết anh trong đầu anh nghĩ sao mà anh cứ chạy theo hoài. Cái em mới hỏi bạn, giờ sao mày, cái hai cái thằng này cứ chạy theo mình hoài sao? quá tự nhiên cái bạn em mới nói là thôi cho đại đi. Cái em mới nói là kỳ quá à, tự nhiên hả, cho ta là bắt công ta đánh giá. Cái thôi dạ cho số điện thoại chị, hai đứa hội ý qua lại xong hồi nữa cái em quyết định cho ảnh. Thật sự là khi cho số điện thoại thì em cũng rất là vui, nhưng mà trong lòng hơi lo lắng, không biết là con này có cho số điện thoại thật hay là số điện thoại giả. Thì lúc đó lưu là đã nhá máy gọi điện mình đúng là chính xác. Rồi sau lần đó thì về thì cũng có liên lạc nhắn tin làm quen cô ta, mời cô ta đến cà phê uống nước khoảng tầm 10 ngày thì cô ta trả lời và đồng ý đến cà phê với em. Nhưng lúc đó cũng hơi không được vui lắm, vì cô ta dẫn theo một cô bạn nữa, nhưng mà cái mục đích của cô ta là muốn giới thiệu cái người bạn gái kia cho em, nên cũng hơi thất vọng chút xíu. Cũng hơi sốc thiệt ha. Rồi sau đó là như thế nào mà hai đứa quen nhau vậy? Có một lần thì mà đang uống nước với cô ấy, với bạn cô ấy nữa. Sao cứ thích cô ấy đi với bạn cô ấy hoài vậy? Em đi một mình vậy? Thì bữa đó thì trời mưa nên mà tình cờ cái là cái người bạn của cô ấy thì có công việc phải đi về trước, nên đây có cơ hội để chở
bà xã hiện tại về về thì lúc đó thì vừa ra khỏi cửa quán nước thì trời mưa tầm tã, nên trời rất là lạnh, nên như cơ hội đó thì chộp cơ tay cô ta, chộp tay cô ta nắm tay. Tại vì hả, lúc đó em hơi bất ngờ, tại vì trời mưa to nên em mới hả ngồi sát sát, tại em lạnh quá thôi chứ không phải là em thích anh ấy. Nhưng mà hả, lúc đó anh giật em bất ngờ quá nên em hả mới giật lại phản ứng tự nhiên của mình mà. Cái sau tí xíu nữa mưa cũng cứ dậy dậy hoài cho tới khi cô về. Có anh, nhưng mà hả em giật lại kịp mà anh nắm được cái ngón út của em. Nắm được ngón út. Dạ. Rồi có phản kháng không mà để nắm luôn. Dạ, để anh nắm luôn. Nắm luôn. Nắm cái ngón út từ đó về tới nhà mà còn hỏi tấm hiệu. Em sao? Vậy thì tính em đã từng nắm ngón út của một người con gái nào chưa? Đâu, nắm cái móng tay luôn. Trời ơi. Rồi sao rồi em quyết định tỏ tình ở cái thời điểm nào? Nhân cơ hội đó phải tỏ tình liền chứ, đúng không? Lúc đó về nhà thì em mới nhắn tin và... Nhắn tin sao? Nhắn tin nói là hôm nay rất anh rất hạnh phúc và vui khi được đi với em và được nắm tay em. Nắm ngón út của em. Dạ. Cô trả lời sao? Dạ, lúc đó thực sự thì em cũng có bạn trai rồi. Nhưng mà em cũng nhắn tin lại cho anh ấy, nói là em thực sự xin lỗi anh, thực sự là em có bạn trai rồi. Cảm giác của người nhận được tin nhắn sụp đổ hoàn toàn là sụp đổ. Có em không liên lạc với cô ấy khoảng một tuần lễ, thì em trong khoảng một tuần lễ đó em rất buồn và em làm cho cô vợ một cái đĩa, trong đó có nói chung là diễn tả hết tình cảm của em dành cho cô ấy và có lời bài hát, mong là cô ấy nghe được bài hát đó là hiểu tình cảm của em và hẹn cô ấy đi gặp mặt lại đi chơi với một người, cô ấy coi như một mất một còn đó. Dạ. Rồi cô ấy đồng ý. Cái tình yêu tụi em á sống được là nhờ cái đĩa đó đó. Hôm đó là hẹn cô ta đi từ lúc 8 giờ sáng đi chơi tới 3 giờ chiều. Hai đứa đi chơi xong dạo xong rồi có ghé công viên. Thì khi đó thì hai đứa mới ngồi tâm sự và em nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Thì hình như em có liếc qua thì anh cũng khóc có. Cái chiêu đó làm trai hay xài? Dạ, đúng rồi, chắc vậy á chị. Mà nó là khóc rớt nước mắt đó. Dạ. Trời ơi, con trai á, nhìn con gái khóc là chịu không bao giờ nổi. Nhưng mà con gái mà nhìn con trai khóc là gục liền. Hèn gì, không có ai mà chấp nhận em á, tại vì em khóc không được. Đâu, em nói gì nghe cảm xúc của em lúc đó. Lúc đó em thấy tự nhiên thấy mình có lỗi với ảnh quá trời luôn. Với lại mình thấy cảm thấy hình như mình thương ảnh thiệt. Đúng rồi. Và qua cái đĩa nè, rồi qua những cái lời giọt nước mắt của anh và em đã đồng ý anh, đúng chưa? Dạ, đúng rồi. Và hai người chính thức quen nhau. Từ đó, dạ. Đó. Quen nhau. Rồi hẹn hò như thế nào? Có kỷ niệm vui này là lúc trước á, cô ấy và là cái niệm vui thì phải vui chứ, cái niệm vui nhiều. Khoảng thời gian đó cô ấy còn nhỏ tuổi nên thích đi xe đạp điện, thì thường thì có một lần thì em hẹn cô ấy đến nhà mà cô ấy đi xe đạp điện, trong khi đó mặc quần sọt áo thun. Nhìn rất là xịn. Thì khi đó là em đang đứng với đám bạn, thì vừa có vừa đến chở em đi thì tụi bạn mới chọc là ê mày quen mày lớn rồi mà quen học sinh cấp 3 ta. Khi đó cũng cô ấy cũng mắc cỡ là giục em đi thật nhanh, thì hai đứa chạy đi thì nguyên đám bạn nó kéo theo. Hai vợ chồng đi xe đạp điện á, đi ra bờ ruộng để hóng gió mà hả đang đi mà sao cứ thấy cái gì mà cứ cười hí 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 sau lưng hoài à. Cái em mới quay xuống sau em nói rồi anh bạn anh đi theo mình kìa, giờ sao anh chạy từ anh dừng xe, anh nói tụi bay kỳ cục quá, tụi bay đi về đi để tụi tao đi tâm sự, tụi bay kỳ quá đó. Cái đám bạn anh á của ảnh á thì cứ chạy theo hoài vậy á, cái hai vợ chồng mất hứng cái thôi giờ mình đi về đi. Hai đứa trong lúc quen nhau thì có cái xích mích gì không? Dạ, có thể nói là quen nhau hả ngày nào cũng gặp nhau nhưng mà cãi nhau hết 4-5 lần, ngày hầu như là hả ngày nào cũng cãi nhau á. Cãi những gì? Cãi mà có khi nào mà chia tay không? Dạ có. Có nhiều lắm anh. Chia tay lâu nhất là bao lâu? Khoảng 6 tháng. Sao vậy, cái lần đó sao mà dữ dội vậy? Hồi đó em đi học anh văn đó, ở trong cái chỗ học anh văn của em á có cái người thầy mà ảnh học chung á, ảnh cứ tưởng thầy đó để ý em đó, cái ảnh ghen, cái hai giờ hai đứa cãi lộn, cái ảnh nghỉ anh không học nữa. Nói chung là dù chia tay nhưng mà trong lòng rất còn thương, tại vì biết trong lớp có thầy giáo đeo đuổi nên sợ mất cô ấy nên rất là thương thầy đó. Mà em đâu có biết đâu, cái bữa đó thầy cho làm bài anh văn về sớm, em về sớm ảnh tới trường em anh đứng, cái anh nói là ủa em đi học sao giờ em chưa về, em nói là ủa em về rồi mà,
Nên cái ảnh cứ nói là hả, anh đứng ở trường em mà em còn nói vậy nữa hả? Cái sau cái lần đó thì nhắn tin gọi điện thoại nói sao đi về trải thì cái biết là em còn quan tâm còn thương. Tấm chân tình quá là lớn lao, do đó mà bây giờ mới nên duyên vợ chồng. Đó. Bạch Tuyết và Hoàng Tử đã đó, gặp nhau. Thế rồi khi mà lấy nhau á thì các bạn có bị sốc những cái gì mà lúc yêu nhau các bạn chưa từng được biết không về nhau không? Có nhiều lắm chứ. Giống như hồi đó em quen ảnh á, em đâu có biết ảnh nói nhiều đâu, mà về nhà xong hả, trời ơi, nói quá trời nói, mà bất cứ không cái chuyện gì của em cũng nói hết trơn, mà nói nữa khi mà nói ha 1-2 tiếng đồng hồ luôn á, mà nói chừng nào mà em phục thôi, nhưng mà em không có phục. Tưởng tượng ra rồi, giờ không nói lớn cũng lao rầy cái em ơi bây giờ anh thấy như vậy, nếu mà anh cứ như vậy chắc anh chết quá, bây giờ anh tính sao thay đổi đi. Mới qua thì ngủ một thiệt. Nhưng ngược lại thì em thấy thế nào về bà xã của em? Vợ rất là bướng thật sự, tính cách của vợ rất là bướng, nhà nói lúc nào cũng mặt làm này làm này không có nghe đó, nên em phải nói nhiều, mà nói nhiều thì cái không được bao nhiêu. Vậy có nghĩa là tật xấu của hai bạn này là một sự tương tác, chứ không phải là tật xấu mà gọi là kêu hai chi nhánh riêng biệt. Cho nên nếu cộng hưởng sửa là sửa được luôn một cặp đó. Ví dụ như đây bớt bướng đi thì đây sẽ bớt càm ràm. Bớt nói nhiều khi mà đây bớt bướng. Hy vọng là sau bữa nay về hai chồng mỗi người bớt đi một chút nha. Và nếu như có gặp lại thì hy vọng là hai vợ chồng sẽ tự hoàn thiện chính mình để làm vợ chồng hạnh phúc mãi mãi bền lâu. Cảm ơn các em. Và bây giờ sẽ là phần kiểm tra hiểu ý và bốc thăm may mắn. Trong mỗi phần quà của chúng ta sẽ có những quà thưởng có giá trị khác nhau. Một phần quà trị giá 5 triệu đồng, một chuyến đi du lịch tình yêu biển gọi tại thành phố biển Nha Trang, 4 ngày 3 đêm trị giá 10 triệu đồng của công ty Unique Marketing tài trợ. Một máy khử độc diệt khuẩn Oshima trị giá 2.750.000 đồng. Món quà thứ tư đó chính là một chuyến nước từ đời. Bây giờ các bạn chú ý nè, trước khi đến cái phần mà bốc thăm may mắn thì chúng ta phải qua cái phần gọi là kiểm tra hiểu ý. Các bạn nhớ xem ngày hẹn hò đầu tiên của các bạn là ngày nào. Rồi, xin mời các bạn quay trái tim vào trong. 1 1, 2, 3 2, 3, dứt ra. Đâu bên này coi coi, 25 tháng 4. Trời ơi, bên này không nhớ. Quá thật tình. Bên đây, 18 tháng 3, 2006. 18 tháng 3, 2006. Chúc mừng cặp Kim Quân và Chi Thanh. Sau khi đếm 1, 2, 3, hai vợ chồng cùng chọn nha. 1, 2, 3. Vàng. Màu vàng. Rồi, xin mời đến màu vàng. Rồi, cặp này. Đặt tay lên nhau. 1, 2, 3. Màu xanh. Màu xanh. Mời đến màu xanh. Nào, tay trong tay, đặt lên. Rồi, như vậy là thuận sẽ là màu hồng, Diệu Vân sẽ là màu đỏ. Quốc Thuận và Hồng Vân hy vọng rằng là miếng cước chùi nồi sẽ rơi vào hai cùng màu. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đây. Bây giờ hai chị em mình cùng mở cái chị. Đúng rồi. 1, 2, 3. Chùi nồi. Chùi nồi. Chúc mừng chị. Chúc mừng em. Chúc mừng chị. Trời ơi, nhưng mà của em 5 triệu. Trời ơi. Không sao, không sao. Rồi, giờ chúng ta còn hai phần quà nữa. Đó chính là một chuyến du lịch tại Nha Trang. Hai sẽ lại đi du lịch. 1, 2, 3. Yeah. Trời ơi. Chúc mừng đôi vợ chồng Kiên và Quân. Rồi, cùng chúc mừng đôi vợ chồng Thanh Sang đã trúng được một máy khử độc Oshima trị giá 2.750.000 đồng. Đến đây thì thời lượng của chương trình Vợ Chồng Son cũng xin nói lời tạm biệt. Xin hẹn quý vị khán giả mỗi tuần trên kênh HTV7 vào lúc 22 giờ. Các cặp vợ chồng son chú ý nha, bất cứ lúc nào các bạn có nhu cầu sẻ chia để tham gia với chương trình Vợ Chồng Son, các bạn hãy gửi thơ về địa chỉ mà chúng tôi có ghi ở trên màn hình. Nhớ nha các bạn, mỗi tuần chúng ta sẽ gặp nhau vào tối chủ nhật lúc 22 giờ tại kênh HTV7.